Mến chào cô chú anh chị và các em đã đến với kênh YouTube của Mây Xanh. Chúc cho mọi người xem video thật vui và thật nhiều năng lượng để cùng nhau làm việc nha. Hôm nay là một công nhiều chuyện. Em nhớ là năm vừa rồi á, là tụi mình khi mà tỉa lá với cho cây mận ha. Dạ. Tỉa lá với tỉa cành rồi này nọ là đến tháng 4, anh nhớ đến tháng 4 mình mới làm được. Dạ. Đúng không? Những cái đó mình phải adjust, mình phải tuyển chuyển theo thời tiết. Dạ. Năm nay á là bây giờ là mùng mấy, coi như là mấy tuần đầu của tháng 3 ha. Dạ. Nhưng mà anh đã coi đến cuối tháng rồi á, là cái nhiệt độ cuối ngày á coi nó không còn thấp nữa. Nó chỉ khoảng cỡ thấp lắm là anh thấy cũng 50 độ, đúng không? Dạ, dạ, dạ. Cho nên anh nghĩ là năm nay á mận sẽ được mùa. Nếu như mà trong vòng tháng tới á, mà nó không có cái ngày xui xẻo, cái ngày lạnh. Dạ. Nó không kéo lạnh hơn á. Dạ. Thì anh nghĩ năm nay sẽ là được mùa. Thì đó, em chưa tới là anh đã cắt, anh đã tỉa bớt rồi nè. Dạ. Tại vì bây giờ anh làm như vậy thì trong vòng khoảng 2-3 tuần thằng này nó sẽ rụng. Dạ. Thằng này nó sẽ rụng thì là hồi đó là mình sẽ xịt phân rồi này nọ là cho nó ra mầm. Dạ, xịt phân bông ha. Dạ. Thì đúng không? Cho nên là những cái này á, thời gian nó không có nhất định phải là cái nào. Như là ghép mắng cầu chẳng hạn. Ghép mắng cầu á, là em nhớ năm vừa rồi á, nếu như em coi lại á, thì anh nhớ là cuối tháng 3 đó là vẫn có một đợt lạnh mà 30 mấy độ, đúng không? Dạ. Xong rồi là mình hướng dẫn là để mà cover cái cây cho nó không có nước mưa nó. Dạ. Không vô đó, tại vừa lạnh mà vừa mưa đó. Dạ, dạ. Đúng không? Là cái đó là đến tháng cuối tháng 3 rồi. Dạ. Nên là những cái thằng này á, là mình vì mình biết được nó không có còn lạnh nữa thì mình có thể mình tỉa rồi mình incur nó sớm á. Yeah. Mình xử lý nó sớm hơn á. Yeah. Đó, cho nên nó hả là nó chứ không phải là nhất định là phải tháng nào, nói chung là mình làm nông mà mình phải coi theo thời tiết nữa, mình phải căn theo thời tiết rồi mình làm những cái mà mình làm đây á, là mình không có phải là nó rõ ràng nhưng mà là mình giống như là mình một phần nào đó mình tiên đoán ấy, biết không? Yeah. Để mình làm cho mình được hộ á. Ờ, đúng không? Là mình cắt cái ngọn đó phải không? Ừ, anh cắt sơ, đúng rồi, tại vì những cái thằng này nó dài quá, đúng không em, nó giống như thằng này anh đâu cần nữa đâu. Yeah. Tại vì nếu mà cái đọt mà nó đi ra đó là thường nó phải ra ở cái đọt này. Yeah. Chứ mấy thằng này nó còn non quá, nó cũng sẽ ra nhưng mà nó sẽ không có chắc. Yeah. Đúng không? Tại vì đằng nào anh cũng chỉ muốn có 2 đọt ra thôi chứ không muốn 4 đọt. Yeah. Cho nên những thằng này là anh đã cắt bây giờ. Thì cắt bây giờ là hy vọng đến cuối tháng này á là nó sẽ nảy mầm rồi. Yeah. Đúng không? Nó sẽ nảy mầm ra là nó suốt ngay cái thời gian đó luôn thì nó sẽ ra bông ra trái vậy thôi. Đấy, như thế này nè, đúng không? Nếu mà không á, thằng này nó có thể nó lên nhưng mà thường á, anh không có thích nó mấy cái thằng nó lên xa vậy. Đó, mình cứ đi mình tỉa. Đó. Đó, mình tỉa lá như bắt đầu nó tự tỉa lá như vậy cho cái lá nó tới cái lúc mà nó rụng cái này rồi á. Yeah. Thì là cái mầm mới nó sẽ ra. Dạ. Yeah. À, đó, nhưng mà này nó đẻ hơi cao nè, đúng không? Ở dưới này nó đẻ. Nhưng mà nếu mận mình phải bấm ngay cái đầu nó hả? Bấm ngay cái đầu nó. Ừ, anh không có thích là tại vì em tắt đi á thì mấy cái thằng này nó sẽ ra 2 mầm và nó ra cái cây nó sẽ cứng hơn á. Dạ. Đó. Mà thường em nhớ không, hồi trước anh nói là mấy cái cây khác á là anh sẽ bấm sát vô trong cái chỗ này là nhưng mà thằng mận được một cái á là cái phần mà nó không có còn cái nốt nữa đó. Dạ. Thì nó sẽ khô. Thì nó sẽ khô thì nó sẽ lành. Lành. Đây này, đây giống như thằng này phải không? Nó sẽ khô đi á thì nó sẽ lại nó sẽ cái phần dưới á. Yeah. Nó sẽ lành. Lành. Ừ, cho nên mình không có cần phải cắt tỉ mỉ á. Chứ còn mấy thằng khác là em nhớ mỗi lần thì anh muốn cắt đi, đúng không? Anh không có cắt ngay đây mà anh phải cắt ngay cái nốt, đúng không? Yeah. Mấy cái loại cây khác á. Ừ, ngoại trừ thằng mận nó thì nó khá dễ giải cái vấn đề đó cho nên mình chỉ có vậy thôi. Yeah. Rồi cắt xong rồi mình phun phân bông. Không, bây giờ anh chưa làm đâu em. Bây giờ anh cắt như vậy chắc phải nếu mà có phun đi nữa mà anh muốn là phải 3 tuần nữa anh mới phun lại. Bây giờ cắt trước ha. Ừ, bây giờ anh cứ tỉa tỉa vậy thôi. Tại vì anh phun rồi á là nó sẽ rụng lá, nó rụng ra là nó rụng, nó ra mầm mới là nó trái luôn á. Dạ. Ừ. Anh thì anh chờ, anh nghĩ chắc mấy thằng này á là rảnh mà. Dạ. Đang rảnh cho nên đi tỉa tỉa cho nó sạch. Với qua cái mùa đông á thường cái lá nó xấu lắm. Dạ. Thấy không? Cái lá đây nè, bên này cái cây này là còn đỡ này, anh quay giống như cây bên này mình coi nè. Cái lá nó bị coi đứng này. Không, cái lá nó bị vài nhiều ạ. Lá nó hay bị nó tại vì nó nhiều mưa sau đấy đó. Nó cho nên rồi giờ mấy này đó giờ là cắt đi cho nó sạch cây mà. Dạ. Đó giờ không giống như này nè.
đó, thì anh sẽ cắt ngay đây hoặc là cắt ngay đây, dạ, cho nó ra đây hai mầm thôi, nhưng mà cây nó còn nhỏ cho nên mình keo quá mình để như vậy, dạ, đó cắt như vậy cho nó rụt quá thì nó ra lá nó sớm nó ấy hơn đó, đó như khúc này nữa ha. Mấy cây trồng trong chậu mình có cần cắt giống gì không bác? Nên đó em, nên. Tại vì nó là ừ cái này là nó giống như universal cho các loại cây nữa mà, dạ, ừ, giống như này nè, thằng này cắt trên này cũng được nhưng mà không, tại vì thường thường, thường thường mận á, em kiếm mấy cái nốt mà nó nằm ngay chỗ đầu á, dạ, nó sẽ ra được 4-5 đốt luôn, dạ, đó, cho nên giống như mấy thằng này á, thằng này em cắt trên này thì nó ra 2 đốt ha, dạ, nhưng mà mấy cái khúc mà ở dưới này nè, nó sẽ ra nhiều lắm. Nói chung là bây giờ, tại vì hôm nay cũng rảnh đó, cho nên anh tỉa trước ha, anh tỉa trước á, ừ, dạ, tỉa như vậy là chừng nào nó mát rõ ràng rồi á, dạ, thì giống như cây này mà muốn xịt phân là xịt vô rồi nó ấy thôi, giảm nữa thôi. Nhưng mấy này là đó, mấy đốt này nè, nó sẽ ra nhiều 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 nhánh lắm, dạ, nó ra nhánh dưới ở đây ha, dạ, rồi nó ra ngay đây nhánh ở đây nữa, đó, cho nên giờ mình cắt như vậy thì cho nó chết dần lại, xong dạ, ở đây nó sẽ sút ra mấy cành. Tại những cái chỗ mà mình cắt á, dạ, đây nè, đây là những cái núm này nè, thấy không? Nó sẽ ra nhiều cành lắm. Cho nên nhiều khi á là mình những cái cành mà mình cắt cái cành non á, mình để giống như ở ngoài này nè, em nhìn đầu này nè, dạ, nó chỉ được hai cành thôi, đúng không? Ở đây thì được đó, nhưng mà khi mà em cắt á, em cắt vô tới trong này nè, dạ, thì em thấy nè, ở đây tứ phía nó có nè, cho nên nếu mà tạo tàn á thì anh sẽ không cắt ở đây, tạo tàn anh sẽ cắt ở những cái điểm này, tại vì nó ra nó sẽ nó ra cái góc nó ra nhánh, nó nhiều nhánh, nó dạ, nó square cái cây nó thẳng hơn á, dạ, đúng không? Là ngay cái mối mà vừa mối già này ha, vừa mưa già, đúng rồi, ngay chỗ mấy cái mối già mà nó đi ra mấy cái, dạ, cái này là núi này là này là non ha, nhưng dạ, cái phần này trưởng thành rồi ha, dạ, đó mà nó đi ra em cắt ngay đây là nó ra dạ, nhiều cái này cũng giống như ngay đây nè, đây nó có em cắt ngay đây nó cũng sẽ ra nhiều nhánh ngay đây nè, dạ, nhưng mà thực sự ra anh đã nhìn thấy cái này rồi á thì anh sẽ không tham cái phần này nữa, tại vì nó cũng chỉ có một khúc cái cây nó chỉ có drag đi thôi, dạ, đúng không? Cho nên anh sẽ cắt cho ngược khúc này, dạ, hiện tại thì anh vẫn chưa làm đâu, tại vì anh muốn thằng này nó nhú ra nữa anh mới dạ, cắt đi cho nó chắc ăn ha, đúng rồi, dạ, đó, đúng không? Dạ, cho nên mấy cái này nè thực sự ra đó hả, mình tự quan sát rồi mình có những cái đây đây nè, chỗ này nè, vừa cái mối dài với mấy non nữa, ra rất là nhiều nhánh rồi cô chú rồi, anh chị đó, đó. Thấy không? Đây à, đúng không? Dạ. À. Nếu như cô chú anh chị nào mà muốn tạo tàn cho nó ra nhánh nhiều thì cắt ngay cái khúc này ha. Ngay cái khúc này. Dạ. Ha. Đó. Dạ, chứ dạ, còn ở trên này nè, em coi không? Ở trên này nè nó chỉ có hai à, thấy không? Dạ. Đúng không? Dạ. Cho nên thực sự mấy này mà nó nhú ra mà khoảng cỡ bằng nửa đốt ngón tay thôi là anh tách ngay đây liền. Dạ, dạ. Đúng không? Không có cần thiết nữa. Cái đó là nhưng mà ý nói đây là khác biệt đúng không? Dạ. Tại vì năm vừa rồi á là mình khuyến khích là làm trễ hơn chút xíu đấy. Dạ. Năm nay á thì tại vì thời tiết nó ấm lên sớm nó cho mình cái điều kiện thuận lợi hơn á thì mình làm sớm hơn chút xíu, dạ, đúng không? Dạ. Chứ không phải là năm nào cũng giống như năm đó, tại vì mình quan sát khí hậu quan sát thời tiết á thì mình chuyển chuyển theo cái thời tiết mà nó cho phép mình á. Dạ. Như mấy này nè, anh muốn dựng cho nó đứng nó cao lên đó thì anh mới cột, nhưng mà không khúc này thì anh nghĩ là nó bắt đầu ra rồi nè, không? Dạ, dạ. Đó cho nên là cắt thằng này luôn, đó cắt thằng này luôn mà thằng này để thì thằng này nó sẽ không ra, dạ, nhưng mà cắt thằng này rồi là hai người nó sẽ nú nó ra nè. Dạ. Nó đang bung lên nè. Nó đang chuẩn bị đó, dạ, tại vì thằng này giờ nó chỉ cần hít thôi, nó cần nóng là nó lên nè, dạ. Cho nên nó thằng bệnh mình không có xử lý sớm được. Với bây giờ mà tưới bây giờ mà em tưới phân sớm á mà nó lên á mà xuôi mà gặp lạnh á thì cái cây á hả, cái cây nhỏ cây lớn không nói chứ cây nhỏ là hoàn chết luôn á. Tại vì nó kiệt sức lắm, mỗi một lần nó nảy mầm nó mận nó kiệt sức dữ lắm, dạ. Cho nên đối với anh á, anh làm những cái này là khá an toàn, dạ. Là tại vì nếu mà nó có rụt, nếu cái này nó có ra đi nữa mà nó gặp trời lạnh á, mấy thằng này nó vẫn, hoặc là trời mưa nữa đó, thằng này nó vẫn tiêu thụ được cái lượng ẩm lực nước, phải không? Dạ. Cây mãng cầu này của bên vườn Magnolia cho mình nè cô chú anh chị em. Bây giờ là mình đã cắt hết của nó luôn. Mình cắt mấy cái cây ngay đây nè. Đó, mấy cái nhánh dư ra dưới phần này nè. Đây nó là hai nhánh đưa lên mà nhánh bên đây nó nhỏ. Tại vì cái nhánh bự bên đây nó ăn hết dinh dưỡng rồi, cái nhánh bên đây nó nhỏ thôi. Nhỏ bằng nửa cái nhánh này. Là mình đã cắt mấy cái nhánh ở dưới phần dưới đây hết trơn rồi nè. Đó. Mình để cho nó một cái thân thôi, cho nó đi lên để cái dáng nó đẹp á. Đây, cái dáng bây giờ rất là đẹp luôn. Mình đã tỉa cắt dưỡng cây cho nó đó.
Đây cái tàn tàn cây này giờ rất đẹp luôn, nó tròn ở trên luôn nè, nó thẳng lên luôn. Mình mới cắt dưỡng cây nè cô chú anh chị em, mình từ cái ngọn đi vô mình cắt còn lại khoảng bao nhiêu á, để tới tháng 5 á mình mới cắt tỉa luôn, chứ mình không tuốt lá giờ. Cắt ngọn đồ hết luôn rồi, cắt cắt cây dưỡng cây á, trên cây cũng còn trái nè, trái cũng đẹp luôn nè đó. Ăn mãng cầu này ăn nó dai quá trời luôn. Em không là nó chín đó, nó rụng mấy trái rồi, cho nên bên này hơi cắt luôn để cho cái cây nó khỏe nha. Bây giờ này cắt phải đó, nó bị chưa đây, đây coi đó. Bỏ vô gỗ đây, trái thứ hai không công nhận trái bự chưa đó. Để mở nó đây, trái này bự lắm nha cô chú anh chị ơi, thấy luôn, để hoa nó rụng dạ trán rồi. Ồ, trên này nó mềm mà đừng ha. Ô, trên này mềm chín rồi giang ơi, trái hoa rụng nữa đó. Wow. Chưa không bọc lại nó rớt rồi. Đây còn trái đó. Đẹp chưa, ba trái bốn trái. Đây trái mãng cầu do thay chưa, chưa đẹp lắm nè. Ôi, nó bự quá đó, trái này già thấy chưa, đẹp chưa, như là hình trái tim luôn, rất là đẹp luôn. Mấy trái kia già chưa, mấy trái kia hả, thơm mùi bưởi quá sao. Ủa, mãng cầu thơm mùi bưởi, cái bưởi cái bưởi đó ngon, trái bệnh đó à, con bưởi hả. Ừ, con bưởi á, con bưởi. Trái hai bên đây cắt luôn cô chú anh chị ơi, trái này đẹp quá nè. Để rồi xin cảm ơn cô chú và anh chị em đã xem hết video này. Nếu thấy thích xin hãy bấm like, hoặc có câu hỏi gì xin hãy comment bên dưới. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có video mới. Xin chúc cho tất cả mọi người được bình an trong cuộc sống. Bye bye.